nước thì các quý vị cũng thấy rõ toàn cảnh của đất nước Việt Nam, giáo dục xuống cấp, đạo đức sa sút phải trầm trọng bao nhiêu năm qua, rồi vấn đề tôn giáo thì bị bắt hại bằng trước đây bằng những hình thức khủng bố, rồi bằng những hình thức là chiếm đoạt những cái cơ sở tôn giáo, rồi bằng những hình thức ra những pháp lệnh, những cái luật, những cái nghị quyết, những cái nghị định nó ngăn cản trở cái quyền tự do tôn giáo của người dân, và đặc biệt là các chính sách tôn giáo luôn luôn bị theo dõi, bị làm khó dễ khi mà họ muốn phục vụ tốt cho giáo dân. Nói chung là một cái hình thức ngăn cản sự phát triển của tôn giáo. Cụ thể là chúng ta thấy kể từ thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng tới bây giờ, tất cả những ông mà được bổ nhiệm làm trưởng ban tôn giáo chính phủ là đều xuất thân từ Bộ Công an. Trong cái bản góp ý mới đây của Đạo Giám mục Việt Nam về cái luật tôn giáo tín ngưỡng thì có nói rõ rằng nhà nước phải coi lại cái nhìn của họ đối với tôn giáo, một cái nhìn không chính xác, một cái nhìn đầy thiên kiến, đầy thành kiến, phải không nhìn thấy những cái đóng góp thực sự về mặt con người cho nơi các tổ chức tôn giáo, nhưng mà lại nhìn các tôn giáo như là một cái lực lượng thù địch nào đó, một cái lực lượng mà làm như là có cái nguy hiểm cho chế độ, cho nên họ xếp vào là những cái tổ chức ảnh hưởng đến an ninh quốc gia vân vân, rồi nên họ mới đặt những cái người đứng đầu ban tôn giáo chính phủ là công an. Cái cách họ sắp xếp nhân sự cũng như cái nội dung của những cái văn bản liên quan đến tôn giáo là những cái điều thấy rõ nhất trong việc hạn chế phát triển của tôn giáo. Và những cái đó nó được chỉ thị xuống cho những cái cấp chính quyền địa phương, rồi những người này tiếp xúc với giáo dân và cũng tuyên truyền những cái điều mà làm cho giáo dân sợ hãi. Giáo dân luôn luôn ở một cái thế rất là sợ. Mỗi lần gia đình có việc muốn tổ chức một buổi cầu nguyện hay là mời cha đến dân cúng lễ cho gia đình có những cái nhu cầu riêng về dỗ, về bất cứ một cái nhu cầu nào trong đời sống của họ, thì luôn luôn bị chính quyền ngăn cản, dòm ngó và đòi hỏi đủ thứ thủ tục hành chính vân vân, khiến cho họ cảm thấy bị phiền phức, và họ muốn tránh phiền phức thì họ sẽ không dám tổ chức. Đó, dần dần nơi người dân, giáo dân hình thành một cái nỗi sợ nào đó ở trong lòng của họ. Họ chỉ dám đi lễ những cái nơi mà an toàn, rồi đôi khi hay cả những cái lúc thánh lễ cũng bị gặp khó khăn, bị gặp khó dễ. Cho nên nói chung là nơi người giáo dân vẫn còn có những cái sợ hãi vì cái chính sách thiếu tự do tôn giáo của nhà cầm quyền. Đó là cái lo lắng, tâm tư của bản thân tôi nói riêng và của các linh mục khác nói chung, làm sao để giúp cho người dân hiểu được cái quyền của họ, cái quyền của họ. Họ phải vượt qua được cái nỗi sợ chính quyền. Khi mà nói đến những cái quyền cơ bản thì người ta lại sợ nói là cái đó là nói đến chính trị như thế này, nên họ rất là lo lắng, không dám nói.
dám nói những cái chỗ gọi là đại như tử hậu ta nói chuyện với nhau, chứ còn thực tế trong cuộc sống họ vì cái công việc, vì vấn đề mưu sinh, họ không có dám nói thật những điều họ biết. Đó là một cái lo lắng, không dám nói thật khi nào họ biết. Và cái sự cái cách hành xử như vậy nó sâu vào trong đời sống của họ, từ việc này đến việc khác, cách nào đó phải gian dối, nên cái hiện trạng của Việt Nam đó là cũng là một cái mối lo cho giáo dân mà tôi có nhiệm vụ đồng hành cũng như chăm sóc. Biết bao giờ thì cái hiện trạng đó mới được thay đổi.